4 năm vừa qua hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh thì Khánh Phan đã phải đánh đổi rất là nhiều, cũng phải hy sinh hạnh phúc riêng. Và con trai của Khánh Phan rất là nhỏ, mới có 8 tuổi thôi. Khánh Phan vừa làm mẹ, rồi Khánh Phan vừa làm cha. Ôi mà phải nói là em tức ghê á, chương trình tự nhiên ở đây á hả? Không có để cho chị Khánh Phan chụp người mà lại đi chụp cảnh, rồi rất là đáng tiếc, trong khi em cũng là một tác phẩm nên là chị. Em ước gì lát nữa chị cũng sẽ dành tặng cho em một bức ảnh. Khánh Phan mời Sam nhé. Ủa được không vậy? Được, làm mẫu cho Khánh Phan. Không có tính tiền gì đúng không chị? Hỏi trước nha, phải hỏi trước nha, đúng không chị? Tất nhiên rồi, vì Sam rất là dễ thương nên là Khánh Phan sẽ chụp miễn phí. Dạ. Trời, biết đâu đây là bức ảnh để đời của em luôn á chị. Em kỳ vọng vào bức ảnh này lắm đó chị. Biết đâu sau bức ảnh này em sẽ vang danh thế giới thì sao? Đúng rồi, rất là dễ thương đó. Rồi. Ai cũng có thể được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3.